Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Pechanga Resort and Casino, Health and Beauty Network, giúp bạn tự tin yêu đời với mỹ phẩm Natura. 714-467-9071. Tèo Thai Club 714-983 Võ Xe hay 714-983-8693 Chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế. 714-891-8028 Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm. 714-839-8121 Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. MVOF sức khỏe là vàng, 714-757-7379, 714-722-9709. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Gìn giữ cặp mắt tốt cho một tương lai sáng lạng với bác sĩ Vương Linh Chi, 714-530-2006. Pala Casino Spa and Resort, mời quý khách trải nghiệm 5 yếu tố phong thủy thắng lợi. Nhà hàng Starfish, hương vị đậm đà, ăn rồi khó quên. Thì đang trở lại với phần tin tức tổng hợp vào sáng ngày hôm nay. Và từ bắt đầu ngày hôm nay, khi mà quý vị chuẩn bị ra chợ, nhất là những quý vị nào mà chuẩn bị mua bột để làm bánh cho gia đình, bột mì đó, thì thưa quý vị khán giả, ngay bây giờ quý vị nên tạm hoãn lại. Là tại vì General Mills, một thương hiệu rất là phổ biến với các sản phẩm bột mì hay các bột làm bánh, đã thông báo là họ sẽ thu hồi hơn 10 tấn bột mì, thưa quý vị. Tại vì người ta nghi ngờ rằng, và cũng giống như là để điều tra một cái ổ dịch E. coli, thưa quý vị khán thính giả. Tin tức cũng cho biết là ít nhất là đã có 38 người ngay tại Hoa Kỳ đã bị nhiễm các loại virus E. coli mà người ta nghi ngờ rằng trong đó có một cái sự liên quan tới các loại bột mì mà của sản phẩm của General Mills. Tin tức cũng cho chúng tôi biết là loại vi khuẩn E. coli như vậy biết hay gây ra những cái hiện tượng như là đi tiêu chảy hay là mất nước, và hay xảy ra đối với lại các đối tượng là trẻ em hay là những người già hoặc là những người mà có hệ miễn dịch kém. Và cùng trong thời gian này thì một công ty khác cũng là đối thủ của General Mills, đó là Kellogg, cũng cho biết là họ sẽ thu hồi các sản phẩm cereal, tại vì người ta cũng lo ngại là những cái ổ dịch E. coli cũng có nằm trong các sản phẩm về cái loại thức ăn mà có dính dáng tới bột và các loại ngũ cốc như thế này. Nhưng mà anh Tuấn và thưa quý khán thính giả, cereal thì tôi nghĩ rằng tại vì mình cereal, mình mở ra, mình bỏ vô sữa, cái mình ăn liền. Thì tôi nghĩ cái nguy cơ mà bị nhiễm E. coli nó nhiều hơn nhiều. Nhưng mà riêng với bột mì thì có bao giờ ai ăn bột mì sống đâu. Bột mì thường thường đánh bánh phải không? Đánh xong mình nướng lên, bỏ vô lò nướng một cái, không có con gì nó sống nổi hết. Rồi chưa kể đó là các loại bột làm bánh mì hay là làm thêm những cái sản phẩm khác, tôi nghĩ rằng nó không bị ảnh hưởng. Người ta chỉ cái nỗ lực này chỉ là một hình thức đề phòng thôi. Chứ còn việc mà từ cái chuyện mà bột mì có E. coli trong bột mì, có rất nhiều loại vi trùng vi khuẩn trên bề mặt ở khắp nơi, cho đến cái khâu mà nấu xong, nướng xong rồi thì cũng không còn con E. coli nào. Cũng khó phải không anh? Bởi vậy nên anh thấy trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ mà chỉ có 38 người nhiễm bệnh thôi. Tức là cái số nhiễm bệnh này nó rất là ít. Có thể là nướng bánh không đúng với độ vẫn còn sống. Hay là nhiều lúc có những cái loại bánh mà người ta cuốn với bột mì đó, để mà làm cho nó tơi ra đó rồi ăn. Có loại bột mì ăn sống nữa thôi. Mì ăn xong. Vâng, nhưng mà nếu mà đã được nấu chín rồi thì cái nguy cơ bị nhiễm E. coli rất là hiếm. Quý vị đã nghe đến những cái bản tin mà anh Tuấn đã loan tải từ hôm thứ hai, thứ ba rồi, liên quan đến cái vụ mà con khỉ đột bị bắn chết trong sở thú của Cincinnati, Ohio đó. Ngày hôm nay, lần đầu tiên, người mẹ của đứa bé 4 tuổi đã lên tiếng trả lời phỏng vấn của đài CNN. Đây là người mẹ hiện nay đang bị cảnh sát cho rằng đó là có thể là sẽ bị điều tra trong cái cuộc điều tra này. Cảnh sát hôm nay tuyên bố họ đang mở cuộc điều tra đến gia đình
của cậu bé 4 tuổi này. Và người phụ nữ này lên tiếng cho rằng đó là con của bà đang rất là ổn định tình trạng. Mới đầu thì mọi người sợ đó là em sẽ bị nguy kịch. Nhưng mà sau đó thì họ nói rằng là, người mẹ nói rằng là đứa bé trong này thì họ nói là 3 tuổi. Nhưng mà rồi có bản tin họ nói là 4 tuổi. Was not seriously injured. Sau hôm thứ bảy, trong cái biến cố mà đã bị con khỉ đột Harambe 450 pound của sở thú Cincinnati nghĩa là cầm cái tay rồi kéo đi khắp nơi đó, quý vị nhìn thấy đó. Và ngay cả cái cảnh đó trông cũng ghê rợn quá phải không ạ? Nó cầm cái chân đứa bé rồi kéo đi, và đứa bé vẫn còn tỉnh táo để nhìn con khỉ đột. Rồi con khỉ đột lấy tay, cái hình này cận ảnh quá, thấy càng ngày càng rõ đi. Nó hay cái là con khỉ đột cho em bé đứng lên thôi anh. Cho em bé đứng lên. Tức là rồi kéo cái quần đi lên đó. Rồi trong lúc đó mình rồi nghe kéo cái tên là ghê quá ha. Wow. Nhưng mà cũng giống như ngày hôm qua em có đưa ra một cái tin về một cái chú khỉ đột khác mà cách đây khoảng đúng 20 năm về trước đó, cũng đã cứu một cậu bé ở trong tình trạng như thế này. Người phụ nữ trong cuộc phỏng vấn với CNN tuyên bố đó là trong thời gian qua bà cảm ơn rất nhiều những lời gọi đến để chúc lành cho đứa bé và gia đình. Bà không nói đến chuyện mà chửi rủa chỉ trích trên mạng, bởi vì trên mạng người ta chửi rủa chỉ trích gia đình này lắm. Thậm chí bà nói rằng là có nhiều người đã tìm cách để mà tặng tiền hoặc là giúp đỡ cho gia đình nữa, nhưng bà nói đó bà không chấp nhận. Bà nói rằng tất cả những ai mà muốn gửi tặng tiền trong việc cho đứa bé đó thì hãy tặng thẳng đến sở thú Cincinnati và dưới cái tên Harambe. Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì họ nói rằng các bác sĩ thú y đã lấy được di truyền thể của con khỉ đột này và cất vào trong nhà kho để trong tương lai không biết được. Có thể họ sẽ gây ra một chú khỉ đột mới cũng tên là Harambe 2. Khoa học quá là tiến bộ. Họ nói rằng là tất cả những cái di truyền thể của con khỉ đột đã được bảo tồn rồi. Cho nên họ nói rằng trong tương lai nếu có bất cứ một điều gì cần thiết thì họ vẫn có thể tạo ra một con khỉ đột mới. Thưa quý vị, tin tức từ Arizona, một cô gái bị mất tích vào hồi tháng 4 vừa qua nay đã được tìm thấy, nhưng mà với một hình thức, thưa quý vị, đó là cơ thể bị chặt ra thành nhiều phần. Tin tức cho biết là cô con gái là nạn nhân là Angela Russo, 24 tuổi, đây là chân dung của nạn nhân. Và một người khác, thưa quý vị, đó là một người đàn ông Lasha Johnson, 25 tuổi, đã bị bắt giam vào ngày hôm nay khi mà qua các cuộc điều tra, người ta cho thấy xác nạn nhân đã bị chôn dưới một cái khu vực sa mạc nơi nằm cách thành phố Phoenix khoảng 60 dặm, và chiếc xe của nạn nhân cũng nằm cách đó không xa. Thưa quý vị, đây là một trường hợp rất là thương tâm. Và lý do vì sao? Theo như tin tức ban đầu mà cảnh sát của Arizona cho biết là người nạn nhân quen với lại người này là cũng là hung thủ qua một trang quen biết online, trang mạng online, và quyết định gặp gỡ nghi can vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Và kể từ đó cho tới tận bây giờ thì gia đình của nạn nhân không hề thấy nạn nhân quay trở về nữa. Đây là chân dung của kẻ thủ ác. Và sau khi các cuộc điều tra thì người ta mới bắt đầu đi vào các trang mạng xã hội của cô và thấy được những cái dòng chat qua nhắn lại của nạn nhân và hung thủ. Qua đó người ta bắt đầu lên kế hoạch điều tra. Khi mà người ta bốc lên những phần thi thể, thưa quý vị, hầu hết là đang trong tình trạng phân hủy, và cảnh sát Arizona đang nhảy vào để mà điều tra động cơ của kẻ thủ ác, lý do vì sao lại ra tay một cách tàn nhẫn với nạn nhưng 24 tuổi như vậy. Trong khi đó, giới chức y tế của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đưa ra những khuyến cáo về siêu vi khuẩn Zika từ con muỗi có thể gây nên bệnh đầu nhỏ nơi trẻ em. Khuyến cáo mới nhất được đưa ra sau khi bệnh viện ở New Jersey thông báo ngày hôm nay họ đã có thêm một trường hợp thứ ba, thưa quý vị, trong vòng một thời gian qua kể từ khi mà siêu vi khuẩn Zika đột nhập được vào Hoa Kỳ này. Đã có 3 trẻ em đã bị nhiễm siêu vi khuẩn Zika và đã bị đầu nhỏ.
hệ thống thần kinh không phát triển, não không phát triển. Những hình ảnh đã được giới truyền thông Hoa Kỳ trên trang mạng USA Today loan tải cho biết. Mới đây, một người phụ nữ 31 tuổi, người Honduras, từ Honduras nhập cư vào Hoa Kỳ. Bà đã mang thai và đã sinh hạ một đứa bé gái kháu khỉnh. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, bác sĩ ngay lập tức đã khám phá em đã bị nhiễm siêu vi khuẩn Zika. Tin chấn động này và đau buồn này đã đến với gia đình người Honduras. Người mẹ nói với bác sĩ là bà không cảm thấy gì khi du lịch từ Honduras vào Mỹ, mà chỉ cảm thấy ngứa ngáy trên cánh tay mà thôi, có thể đã bị muỗi đốt. Và con muỗi này là đã mang theo siêu vi khuẩn Zika tấn công vào bà trong thời gian mà mang thai, cuối cùng sinh ra đứa trẻ đã bị Zika. Và bác sĩ nói rằng là ngoài bộ phận não của em, cái cơ phận nội tạng trong người của em á, phát triển không bình thường. Và nguy cơ mà em sẽ qua đời trong một tương lai gần là đang xảy ra, thưa quý vị. Vì thế, một lần nữa, không những riêng ở Hoa Kỳ này mà các quốc gia vùng Nam Mỹ đó, giới chức y tế hiện nay đang kêu gọi các quý vị trẻ đó mà đang dự tính là có thai đó nên trì hoãn việc thai nghén của mình trong một thời gian tới cho đến khi Tổ chức Y tế Thế giới có đủ khả năng để bảo đảm là cái khoanh vùng, cái khu vực bị siêu vi khuẩn Zika có thể tiêu trừ được. Còn nếu không đó, cái tình trạng này còn có thể diễn ra nữa. Và bây giờ đã đến nước Mỹ rồi. Trước đó thì chúng ta cũng thấy là có Hawaii cũng có. Nhưng mà đây là trường hợp đầu tiên ở vùng Đông Bắc của Hoa Kỳ. Chúng tôi tiếp tục các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Tìm sự cân bằng hoàn hảo với sự sang trọng 4 kim cương tại phía bắc San Diego. Palo Casino Spa and Resort.